住みやすい日本を作るための情報発信番組台湾ニューマーソン。皆さんこんにちは。今回もベトナム夢神戸のアイントゥーと林孝也が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。 Xin chào quý vị và các bạn. Anh Thư và Hayashi Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay. 今回2022年7月第2回の番組では夏バテ対策と天神祭りについてお伝えします。天神祭りは日本三大祭りの一つです。Chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về một số biện pháp phòng chống căn bệnh mùa hè Natsubate và một trong ba lễ hội lớn nhất Nhật Bản, đó là lễ hội Tenjin ở Osaka. はい。ということで、まあ最近も暑い日が続いていますが、皆さん元気にしていますでしょうか？アイントゥーさんはどうですか？元気に過ごしてますか？ Vâng, cho đến thời điểm này thì em vẫn rất khỏe.Trước đây thì anh hai chỉ có hỏi là những cái ngày nắng nóng hiện tại vẫn đang kéo dài thì không biết mọi người hiện tại có khỏe không? Và chắc là như mọi người cũng đều biết là vào mùa hè thì thường xảy ra một căn bệnh có tên là Natsubate. Thế nên là hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về căn bệnh mùa hè Natsubate và một số biện pháp phòng chống căn bệnh này. はい、ということで、アイントゥーさんは元気だということでしたが、もしかしたらこの夏の暑さで元気がないって人がいるかもしれません。そのためですね、今日はこの夏バテっていうものについて、トゥーさんがちょっと説明をしてくれて、どういった対策をしたらいいかってことを一緒に考えていきます。Vâng, tiếp theo anh Thư xin chia sẻ về căn bệnh mùa hè Natsubate này. Mùa hè ở Nhật thì thường kéo dài từ tháng 5 cho đến tháng 8. Và đây là thời điểm mà nhiều hoạt động ngoài trời và lễ hội được tổ chức rất là sôi động và náo nhiệt trên khắp đất nước Nhật.Nhưng đây cũng chính là lúc mà nhiều người cảm thấy Natsubate. Vậy Natsubate có nghĩa là gì? Thì như mọi người đều biết thì Natsu là mùa hè và Bate là cách nói rút ngắn của Bateru, nghĩa là mệt mỏi và kiệt sức. Đây được coi là một căn bệnh thường xảy ra vào thời tiết nóng bức với cái nắng chói chang của mùa hè. Thì thông thường thân nhiệt bình thường của cơ thể chúng ta là 36 độ C và khi gặp môi trường nóng thì cơ thể sẽ giải nhiệt bằng cách là toát mồ hôi và nếu chúng ta không uống đủ nước, cơ thể sẽ uể oải và lâu dẫn đến chứng mất nước và các khoáng chất cần thiết, nặng còn thấy là đau đầu rồi cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và da thì nóng và đỏ, có thể gây ra bất tỉnh và thường gọi là say nắng. Hoặc nếu chúng ta đi từ trong phòng máy lạnh ra ngoài bên trời nóng thì cơ thể cũng sẽ dễ bị sốc nhiệtそうですね。và vâng, như trên slide đang chiếu thì đây chính là một số những cái triệu chứng điển hình của Natsubate. Đầu tiên ta sẽ thấy là cơ thể uể oải, mệt mỏi rồi toát mồ hôi rất là nhiều. Thứ hai đó là thấy tinh thần nặng nề rồi giấc ngủ cũng chập chờn và không sâu hay tỉnh giấc. Rồi tiếp đến là chán ăn, không muốn ăn và kèm theo đó là sức đề kháng của cơ thể cũng giảm đi và tạo điều kiện cho các căn bệnh khác nó kéo đến.Tiếp theo đó là anh Thư xin chia sẻ một số cách phòng chống Natsubate. Đầu tiên là chúng ta phải cung cấp đủ nước cho cơ thể. Như trên đây thì anh Thư ngày nào cũng sẽ uống đầy đủ nước. Vì anh Hayashi cũng thường xuyên uống nước lọc hoặc là uống trà đúng không ạ? Hai, そうですね. Vâng. Hai, 私いつもお茶の方が好きなので、本当は水の方がいいっていう話もあるんですけど、はい、お茶を私はよく飲んでます。はい。Và chúng ta không nên đợi khát rồi mới uống mà chúng ta phải uống nước thường xuyên, uống chút chút một hàng ngày để bổ sung cái lượng nước cần thiết cho cơ thể. Thứ hai đó là chúng ta nên ngủ đủ giấc, mà nếu cảm thấy khó ngủ thì chúng ta nên massage một số các bộ phận như là đầu này hay là cổ, vai, gáy, tay chân để có thể dễ ngủ hơn. Ngoài ra nên vận động nhẹ nhàng.Chúng ta nên đi đứng đúng tư thế, kéo giãn chân tay mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ. Nên vận động nhẹ nhàng như là đi dạo hoặc là đạp xe vào chiều mát, chứ không nên là đi dạo vào ban ngày đang nắng nóng thì không nên. Ví dụ như là dắt thú cưng đi dạo thì sẽ rất là mệt mỏi. Tiếp theo đó là chúng ta nên tránh sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ. Ví dụ như là khi ở ngoài trời nắng thì chúng ta nên đội mũ này, rồi là khoác áo nhẹ và uống nước đầy đủ. Trong phòng có máy lạnh thì không nên để nhiệt độ quá thấp, quá chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài để phòng cái sự sốc nhiệt dễ xảy ra.Tiếp đến là về ăn uống, chúng ta nên
ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, ví dụ như là ăn thực phẩm giàu protein như là đậu phụ này, trứng này, thịt heo, rong biển, trái cây. Tuy nhiên có lưu ý là không nên uống quá nhiều nước ngọt hay là nước giải khát, hoặc là ăn bia, uống bia hay là ăn kem lạnh quá nhiều. Bởi vì là trong những cái thực phẩm ví dụ như là kem hay là các loại hoa quả mà chứa nhiều đường thì sẽ rất là dễ gây mập cho cơ thể, tăng trọng lượng cơ thể một cách không cần thiết. Và như các bạn quý vị nằm ở Nhật thì có món cơm lươn. Món cơm lươn được biết đến là một thực phẩm mùa hè, gọi là siêu thực phẩm, nó cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể để cho cơ thể luôn khỏe mạnh trong mùa hè nóng bức. Hoặc là chúng ta có thể ăn mì somen lạnh vào mùa hè cũng rất là thích. Và điều cuối cùng đó là anh Thư khuyên mọi người nên kiểm tra sức khỏe ngay khi có dấu hiệu bất thường. Natsubate sẽ kéo theo một số cái căn bệnh khác, nên lúc cơ thể mệt mỏi và thiếu chất giảm sức đề kháng. Vì vậy không được chủ quan, ngay khi phát hiện có triệu chứng khác thường thì chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe sớm. Và trên đây là mình cũng có chia sẻ dựa trên cái khảo sát của mình và có hỏi một số những người Nhật mà mình quen biết, thế nên là họ cũng thường xuyên gặp Natsubate vào mùa hè. Rất hy vọng là mọi người có thể áp dụng được những biện pháp này để phòng chống căn bệnh mùa hè. ここまで、トゥルさん、ありがとうございました。夏バテを防ぐ方法ということで、夏バテっていうのと、もう少し、本当にひどい場合は熱中症っていうことになってしまいますけども、そういった夏の暑さとか、あとは、水が足りていないとか、部屋の涼しいエアコンの部屋から外に出た時の、温度の差で体調が悪くなってしまうとか、そういうことがあるので、どうやって防いだらいいのかっていう話を、してくれました。ちょうど今画面に映っているのは食べ物をしっかり食べましょうっていうことですね。YouTube の場合は今、うなぎのイラストとそうめんのイラストがありますが、そうやっていろんな、食べ物を食べましょうということです。はい。で、他にもいろいろあんまり食べ過ぎない方がいいと。暑いからといって甘いものばかり食べていたり、すると良くないということですね。あとビールも体の水がなくなるって言いますね。ウォンビアティホンテラクンカドヌクチョウコーテ。意味では、ウォン、アルコホール、ウォンビア、ウォンドロー、ティラ、マックヌク、チョンコーテ。そのような、ヒマムヘ、ディーベニャ、ロイ、ウォン、チコウォンビアトイティセラ、水難、熱中症ですね。熱中症になってしまう。そのような、ファイウォンヌクチュク、ネマモンウォンビア、ティラ、ウォンヌクチュク、ロイ、ウォンビア。Nguy hiểm nhất là do như là đi tắm biển hoặc là đi lễ hội hoặc là đi ngắm pháo hoa để Hanabi. Thì là mọi người thích đi như là người người Nhật hoặc là người lớn tuổi người người lớn để ô tô nào đấy thích uống bia, nhưng mà cái này là rất là nguy hiểm để phòng chống suy nắng đấy, nhiệt chung tại sao cũng như là アルコールっていうのは危険だということですね。なんで皆さんもいろいろ暑い時間じゃない時にお散歩をしたりとか、それで体力をつけましょうということですね。ファイラン、なんだ、デイユですか。ランデイユ、タプデイユで、自分の体Để 力をlàm cho 保っ cơ て、thể luôn luôn được khỏe khoắn, tuần hoàn máu được tốt hơn. はい、そうですね。そうやって、体力を維持するためにも、程よい運動をして。で、あと、このイラストの説明もしましたかね。冷たいタオルって売ってますよねっていう話ですね。こういうのも首に巻いたりして冷やすっていうことでも、体を冷やすことができるので、皆さんいろいろやってみてほしいなと思います。で、海外ら、ね、今、たっくいびば、YouTube を見てる人は、ディーコーテー体力、ヒンガインコーは、カーチュアニョーですか。トマト、ミニトマトの写真をですね、今 YouTube の方に映してますけど、これは今年私が育ててるものです。最初はすごく安い苗をちっちゃいのを一つ、買ってきましたね。ホームセンターで一つ苗を買ってきました。で、それを植えるとどんどんトマトができて、いつも朝水をやりながら収穫しています。で、これはやっぱり朝食欲が湧いてきていいですね。夏に暑い時はあまりものを食べたくありませんっていう日もあります。でも、
朝トマトを見ると、こう綺麗ですね。真っ赤で綺麗なんで食べたくなります。もうそのまま食べたくなりますね。だからこれも一つの夏バテ対策かなと思ってます。Như anh Hayashi xin chia sẻ thì một trong những biện pháp phòng chống nắng bate của anh Hayashi rất là thú vị. Ví dụ như là anh ấy đang trồng một cây cà chua mini mà anh ấy mua hạt giống ở Home Center. Thì cho đến nay thì ngày nào anh cũng thu hoạch được một vài trái cà chua trông rất là mọng nước với cả là nhìn nó đẹp mắt. Ngày sáng nào ra thăm vườn cũng thấy có một vài quả đỏ mọng như thế thì hái vào rất là muốn ăn. Khi mà ăn cà chua, một cái loại trái cây mà nhiều vitamin và khoáng chất như thế này thì cũng giúp phòng chống cái chứng mệt mỏi vào mùa hè. Cũng là một trong những biện pháp rất là hữu hiệu của anh Hayashi. Và cái này là chỉ có mình nghĩ là những đồ ăn mà lạnh,冷たい料理ですね。ăn đồ ăn mà lạnh quá nhiều thì không tốt cho sức khỏe. Cũng được. Ăn thì tốt hơn là không ăn. Nhưng mà chỉ có ăn những đồ ăn mà lạnh thì sẽ nats bate. Cũng có thể là tiếp tục nats bate, tiếp tục bị nats bate. Cho nên là私は ăn đồ ăn mà nóng, à ta cái mono. Ăn ですか? Ví dụ như là khi mà không có muốn ăn đồ ăn, nhưng mà muốn phải ăn thì là よく食べるのはあれですね。味噌汁、味噌スープっていうのは、とっちょこって、塩分、ベトナム語でなんていうかわかりませんが、なんて言ったんでしょう。塩分をどもこに、ん?もう?いや、lượng muối。ああ、そうですね。その塩分と水分と、で、体も暖かくなって、ちょっともう少し、こう、食欲が出てきたりしますね。だから味噌汁とかは食べるようにするっていうのはしてますし、もうアンビエットナムクンザガト、ウィズニーダフ、アンフォーっていう、アンドゥ、ラオ、バー、そうですね、スープ、コースープ、ウェイライサー、ティラミンゼ、ホエホンラ、ベントゥンですね。普通より、やっぱベトナム料理を食べると私は元気になります。Anh Hashi lại chia sẻ một thông tin rất là hay. Ví dụ như là anh có nói là để chống Natsu Pate mùa hè thì mọi người không chỉ ăn những cái thực phẩm lạnh. Nếu mà cứ chỉ ăn những thực phẩm lạnh thôi thì có thể sẽ là dẫn đến đau bụng hoặc là một vài cái triệu chứng không tốt cho cơ thể. Và anh khuyên đó là ăn một số thực phẩm ấm nóng, ví dụ như là các loại súp. Ví dụ anh có chia sẻ là một loại súp hàng ngày mà người Nhật hay ăn đó là miso súp. Trong miso thì có cả cung cấp cả nước này, rồi cung cấp cả muối khoáng. Rất là tốt để làm cho cơ thể luôn luôn được khỏe mạnh vào mùa hè. Và anh cũng rất là thích ăn cái món phở của Việt Nam. Và trong phở thì vừa có rau, vừa có thịt, lại vừa có cả tinh bột nữa. Rất là đủ chất và là một cái phương thức hữu hiệu để phòng chống cái mệt mỏi vào mùa hè. Cảm ơn anh Hayashi đã chia sẻ một vài thông tin rất là hữu ích và thú vị ạ. そう。去年は、商品がいないといこう、そうめんですね。だから、今、いら、みんび、夏バテって、どてんって、あん、ぶ、なんだ、ぶんってのぶん?Ăn bún thịt nướng.牛乳ら、そうめん、牛乳そうめん、ロイ、どてん、ホエホンら、リアンフォー、って、なんだ、khi mà 10%, cái này là mức độ sức khỏe 10% thì ăn bún bún thịt nữa rồi 20% rồi ăn phở tối 30% kiểu như thế hiểu không à hiểu không わかります元気がないときはまずちょっと冷たいものを食べるけどもうちょっと元気が出てきたら温かいものを食べてでもうちょっと元気出てきたらもっといろんなものをねこのタンパク質を取ったりとかそういうことをしますTức ね。là nó tùy vào cái mức độ năng lượng trong cơ thể của anh Hashi. Lúc nào mà mình chưa thấy khỏe lắm thì mình ăn ăn những cái đồ mát mát như là bún thịt nướng. Hơi hơi khỏe lên rồi thì mình bắt đầu lại ăn những cái đồ ấm ấm như là phở đúng không ạ? そう。ぬこらぬら。れねみや。そう。まあまあ、こんな感じですね。まあ、皆さん、暑い夏も、こう、なんて言うんでしょう。体力を維持して、しっかり、いろんな場所に行ったりとか、健康に過ごせるようにしてほしいなと思います。Vâng, thì đang vào mùa hè rất là
vui vẻ để thưởng thức các lễ hội xung quanh mà chúng ta lại cảm thấy Natsubate thì rất là tiếc đúng không ạ? Nên là mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và tận hưởng mùa hè này thật là vui vẻ. はい。で、ちょうど今、あれですね、収録をしているのが、前回、6月の第2回の番組で、祇園祭りを紹介したんですけども、ちょうど祇園祭りがやっていたり、これからも、他にもお祭りがいろんな場所で開かれるので、まあ、それについても今日後半で紹介していきたいと思います。Vâng, đúng lúc mà chúng tôi đang thu âm cái số ngày hôm nay thì cũng là thời điểm diễn ra lễ hội Gyo Matsuri ở Kyoto. Và lễ hội Gyo Matsuri thì chúng tôi đã chia sẻ vào số tháng 6 năm 2022 lần thứ hai. Và nếu quý vị nào muốn nghe lại thì có thể click vào đường link mà chúng tôi đính kèm trong số hôm nay để nghe lại về lễ hội Gyo Matsuri. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một trong ba lễ hội lớn nhất của Nhật Bản bên cạnh lễ hội Gyo Matsuri, đó là lễ hội Tenjin ở Osaka. はい、そうですね。日本三大祭りということで三つですね。神田祭り、祇園祭り、天神祭りである中でも、これから天神祭りという大阪のものを紹介していきます。Vâng, và anh Hayashi sẽ chia sẻ cho chúng ta về lễ hội Tenjin Matsuri ở Osaka. はい。この天神祭りっていうものが開かれるのは大阪市です。大阪市に大阪天満宮というところがあります。で、大阪天満宮っていうのは、まあ、いくつかの駅から行きますね。JR の、まあ、東西線とか学研都市線って言われる JR の大阪天満宮駅の近くにあります。他にも地下鉄ですね。大阪メトロという地下鉄があります。その南森町駅の近くにあります。Vâng, và địa điểm mà Tenjin Matsuri diễn ra đó là đền Osaka Tenmangu. Và đền Osaka Tenmangu ở gần ga Osaka Tenmangu của tuyến JR Tōzai Sen, Gakken Toshi Sen hoặc là gần ga Minami Morimachi của Osaka Metro. はい、そうですね。で、この大阪天満宮駅とか、南森町駅っていうのは地下にあるんですが、そこからこう地上に上がっていくと、この YouTube で今映してます。天神橋筋商店街というものがあります。まあ、この商店街というのは、まあ、日本一長い商店街というふうに言われていて、いろんなお店がたくさんあります。và ga Osaka Tenmangu Minami Morimachi thì sẽ ở dưới mặt đất và khi các bạn ra khỏi mặt đất thì sẽ thấy một cái khu phố thương mại có tên là Tenjin Bashi Suji Shotengai và phố thương mại này thì được nói là phố thương mại dài nhất Nhật Bản, có rất là nhiều cửa hàng ở trong cái phố này。うん、まあ、この商店街自体も面白いんですけど、この商店街から一本入ると、一本横の道に入ると、大阪天満宮があります。まあ、từ khu phố này thì nếu chúng ta bước vào một con đường phía sau thì sẽ thấy 大阪天満宮 ngay lập tức。はい。で、まあ、お祭りっていう場所に行くとですね、おみこしっていうんですね、大きな、まあ、おみこしって、まあ、この大きな家みたいなものをこう担いだ、これを担いだ人とか、あとは踊ってる人とかですね。あと楽器を演奏してる人っていうのが見えるわけですね。まあこういった人たちが、まあ最後、大阪天満宮に入っていくっていうところをね、見ることができます。Và ở lễ hội sẽ có những người khênh kiệu gọi là omikoshi, những người nhảy múa và những người biểu diễn nhạc cụ, họ sẽ xếp thành hàng rồi đi vào trong đền Osaka Tenmangu. はい。まあ今 YouTube で映してるのは、コロナの前の写真ですね。コロナの写真の前の写真なんで、少し違うところもあると思いますが、まあ、今年は少しずつこうお祭りをやっていくっていうことなので、見に行ったらですね、お祭りがどんな風にやってるのかなっていうのは皆さんも見ることができると思います。Như ảnh đang trình chiếu trên slide ở YouTube đó là ảnh mà trước khi xảy ra Corona thì mọi người trông rất là vui vẻ, náo nhiệt, nhộn nhịp, hầu như là không phải đeo khẩu trang đúng không ạ? Tham gia lễ hội rất là nhiệt tình. Và năm nay thì cũng sẽ có lễ hội Tenjin Matsuri đúng không ạ? Và rất là mong nếu mọi người mà có thời gian thì hãy ghé qua để xem về cái độ náo nhiệt của cái lễ hội này như thế nào. そうですね。あとはですね、前、天神祭りの時っていうのはいつもこう、花火も打ち上げられていましたね。だから本当に今、トゥーさんが言ってたように、まあコロナ前はすごくみんな、こう、賑わっていました。で、まあ今年はです。今年は、花火はやらないっていうことだったんですけども、まあ皆さん、こういうこともあるんだなっていうのを、
思いながらですね、その場所に、まあ、行ったりとか行かなくても、あ、こういうお祭りが実はあるんだってことは、まあ、知っておいてもらいたいなと思います。Và pháo hoa thì cũng sẽ được bắn trong thời gian diễn ra lễ hội nên là đường phố càng náo nhiệt hơn. Đây là ảnh cũng trước khi mà xảy ra corona, lễ hội trước khi xảy ra corona thì có rất là nhiều sự kiện rất là hay. Tuy nhiên thì năm nay, năm 2022 thì cũng sẽ không tổ chức được việc bắn pháo hoa. Nhưng mà thông qua chương trình này thì chúng tôi rất là muốn quý vị biết được rằng là ở Nhật Bản có những cái lễ hội to như thế này để mọi người nếu có thời gian thì sẽ đến thăm và tận hưởng cái bầu không khí của lễ hội Nhật Bản. Còn nếu không thì cũng biết được rằng là ở Nhật Bản có những cái điều rất là thú vị xung quanh mình. そうですね。あとは、夏になるとたまにこういった、今 YouTube で映しているのは、日本の服ですね。浴衣と呼ばれるものです。浴衣のイラストを映しています。で、夏、電車とかに乗っていても、とか街を歩いていても、たまに、あ、浴衣を着てる人がいるっていうふうに見つけることができるかもしれません。で、その時は大体どこかでお祭りがあるっていうことが多いんでね、皆さんも、あ、どこでやってるのかなとか調べてみてもいいのかなと思います。Và một hình ảnh tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đó là vào mùa hè, đặc biệt là vào mùa lễ hội, nếu mà quý vị có bước lên tàu chẳng hạn thì sẽ rất là dễ gặp những cái hình ảnh là các bạn nam nữ mặc những cái bộ trang phục của Nhật Bản gọi là yukata để đi lễ hội hoặc là để đi chơi đâu đó ở đường phố mùa hè Nhật Bản. Nhưng nếu mà quý vị có bắt gặp những hình ảnh này thì chắc là ở gần khu vực đó đang có lễ hội gì hay chăng? Hãy thử tìm hiểu xem và chúng ta hãy đến đó để cùng mọi người, cùng với người Nhật thưởng thức lễ hội ở đó. そうですね。まあ、あとは、大きなお祭りだけじゃなくて、この高取コミュニティセンターの近くの小さな公園とかでやられるようなお祭りも、あります。で、そういったものも今年からもう一回またお祭りをやろうっていう流れもあるので、近所のお祭り、小さなお祭りっていうのも、たくさんあると思います。だからそういったところも行ってみてもらいたいなと思います。Và như anh Hayashi cũng chia sẻ đó là không chỉ những lễ hội lớn mà những lễ hội trong khu vực mình sinh sống cũng thường xuyên được diễn ra, ví dụ như là ở gần khu vực của cộng Takatori Community Center, khu vực mà nhà thờ Takatori, thì hàng năm cũng sẽ tổ chức một số cái sự kiện nho nhỏ, ví dụ như là lễ hội ở công viên ở gần đó, để giúp cho mọi người có thể tận hưởng được bầu không khí mùa hè được vui vẻ và trọn vẹn hơn. Và nếu quý vị mà biết được thông tin thì hãy đến thử xem, tham gia cùng với mọi người cho vui. はい、そうですね。はい、ちなみにどうですか？さっき見せるの忘れてましたね。トマトこんな感じですっていう。ミニトマトこんな感じですね。はい。私が持ってる、YouTube ではあんまり大きく見えないと思うんですけど、まあ、ちっちゃなトマトをこんな風に育てて、毎日食べてますというのですが、アイントゥーさんも何かやってますか？アイントゥー君、こう、ラムカイツイドで、こんにちは、夏バテですね。ね。Em thì lại không trồng cà chua như anh Hayashi được, mà em chỉ là uống nước thường xuyên với cả là mua hoa quả ăn hàng ngày, với cam, quýt và táo, hay là dưa hấu bán siêu thị. Và nếu mà nắng quá thì em cũng không ra ngoài vào ban ngày, em chỉ ra ngoài vào chiều mát thôi. Với cả là trong phòng thì em cũng thường là điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với cơ thể, chứ không để lạnh quá. そうですね。まあ、自分で育てなくてもいろいろ意識して果物を買って、トゥーさんの場合はリンゴとみかんでしたっけ？食べてるのは。リンゴは、どうも、エムアンタオブがアンカンクイッハンガイ。ああ、そうですね。はい。で、まあ、私もあんまり、なんか、あれですね、自分の食べやすい食べ物を買ったらいいと思うんですね。私の場合バナナとかをこう、いつも、冷蔵庫に入れといて、冷たいバナナを食べてるっていうのも、ありますしね。なんかまあ食べやすいものを食べてこう健康的に過ごしていけたらいいんじゃないかなと思います。はい。あと水、人によっては味があるものが好きとかありますよね。まあそれはバランスよくいろいろ飲みすぎないようにと。私もいつもコーヒーをたくさん飲んでしまいます。だからなるべくコーヒーだけを飲むんじゃなくて水を飲んだり、もうお茶を飲んだり、まあペットボトルで買うと
もったいないんで、私の場合はこうやって2リットルの、あれですね、お茶を自分で作って飲んでますけど、まあこういったものもスーパーで自分でお茶を、こう、お茶っ葉ですね、入れて飲めるように売ってるので、まあそういうのを作ってもいいんじゃないかなと思います。Vâng, anh Hashi cũng bổ sung đó là mọi người nên phải uống đầy đủ nước hàng ngày, mà không chỉ là uống nước lọc, hoặc mà chúng ta cũng có thể sử dụng những cái loại trà mà dễ uống ở bán ở siêu thị. Ví dụ anh Hashi có đang uống trà xanh chẳng hạn, thì như anh Thư thì hồi trước anh Thư cũng hay uống những cái trà, ví dụ như là trà đậu đen hoặc là trà dâu ngô, thì uống cũng rất là thích hợp và bổ sung vừa đủ nước cho mình lại còn dễ uống nữa. Nên là mọi người hãy cố gắng là uống nước thường xuyên và bổ sung những cái dưỡng chất vào cơ thể thông qua đường ăn uống, như là ăn những thực phẩm giàu chất protein hoặc là vitamin nhiều hơn. アイントゥーさんのは何かそうやって京都で見たりしましたか？祇園祭りの祇園祭りの方は、祇園祭り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 は、chứ không em cũng không muốn ở quá lâu ở ngoài, tại vì thời tiết cũng nóng và mọi người cũng đông, nên là để vừa phòng chống corona và vừa phòng chống natsubate thì chúng ta cũng chỉ nên là ở ngoài trong một khoảng thời gian vừa đủ thôi, để có thể tận hưởng được lễ, vừa thể tận hưởng lễ hội lại vừa có thể là bảo vệ sức khỏe của mình nữa. Đi ở Kyoto thì thế thì anh tôi thì chưa thấy gì hết à? Bởi vì đi Kyoto có sự thay đổi gì không ạ? Đi Kyoto thì năm nay là năm đầu tiên lễ hội Gyo Matsuri của em, nên là em sẽ tận hưởng hai ngày 16 và 17. Hôm nay là ngày thu âm và đúng cái dịp cao điểm của Gyo Matsuri, nên là ở ngoài đường ấy, người ta bày rất là nhiều hàng nhà tai, bán đồ ăn rất là nhộn nhịp, rồi là người ta còn rào chắn các cái khung đường để cho nhà ma Boko Junko vào ngày 17. Lần đầu tiên em được nhìn thấy cái quang cảnh lễ hội Gyo Matsuri nên là em rất là háo hức. Mình cũng thấy được một sự thay đổi trong thành phố Kyoto. Đó là ở tàu Hankyu. Đi tàu Hankyu thì có âm thanh home ですね. Platform で khi mà chờ đợi tàu điện đến thì là có âm thanh kiểu Gyo Matsuri chắc thế. Đúng đúng rồi ạ. Cái âm thanh đấy thì nó vang lên từ đầu tháng 7 cơ. Cái nhạc đấy là cái nhạc mà thường xuyên được diễn ở trong Yamaboko Junko. Nó gọi là Hayashi. Những cái người mà trình diễn cái nhạc đấy thì là thường là hàng năm người ta luôn ngồi ở trên kiệu, người ta thổi sáo, người ta đánh trống này, người ta lắc chuông gì đó. Nó mang một cái nét đặc trưng của Kyoto mà không lẫn vào đâu được. Mình hiểu rồi. Cho nên là mình chưa từng đi thấy Gyo Matsuri, nhưng mà có hiểu được phương kỳ đặc trưng của Gyo Matsuri rồi. ということで、そろそろ時間ですが、こうやって2020年から新型コロナウイルス感染症の影響で、お祭りっていうのが中止になったり縮小されたりしてたんですけども、今年は再開しているお祭りも増えているので、皆さん情報を集めて参加してみてはいかがでしょうか。皆さん健康に気をつけてですね、この夏を一緒に乗り切っていきましょう。Vâng, mà do ảnh hưởng của dịch bệnh corona từ năm 2020 nên nhiều lễ hội bị hủy hoặc là thu nhỏ lại. Và năm nay 2022 thì lễ hội lại được tổ chức và tăng lên nhiều hơn. Nên chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một số thông tin và thử đi lễ hội xem sao. Nhưng mà khi đi lễ hội thì quý vị cũng nên là có những cái biện pháp phòng chống corona và phòng chống natsubate để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và tận hưởng một mùa lễ hội trọn vẹn nhất. Và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
from Nagata FM. FM. Why?